chào quý khách hàng và bà con. Đây là hình ảnh công ty cây xanh Gia Nguyễn đang tiến hành chuyển cây lên xe tải, chuẩn bị giao 500 cây chanh giấy, chanh lộc ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cây chanh giấy cung cấp chanh có chiều cao 1m, được kiến gốc từ 1.2cm, có nhiều rễ tơ và đã đủ ngày tuổi xuất vườn. Cây xanh tốt, không sâu bệnh, sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Cây chanh giấy là loại cây có khả năng thích nghi được với nhiều vùng sinh thái, cây có khả năng sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là khả năng chống chịu với các loại sâu bệnh tốt, rất ít bị sâu vẽ bùa, bệnh loét hay ghẻ gây hại. Cây chanh giấy thường mang lại trái to và tròn, trung bình khoảng 8-15 quả đường 1kg. Vỏ chanh thường mỏng, có màu xanh bóng, đặc biệt có nhiều nước và rất thơm, nên giá trên thị trường thường cao gấp 1.5 đến 2 lần so với những loại chanh thông thường. Công ty chúng tôi đang có vườn ươm tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai và vườn trưng bày cây giống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách hàng và bà con có nhu cầu mua cây chanh giấy, vui lòng liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline 0937670722 bên phải phía trên màn hình để được tư vấn và báo giá. Cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng và bà con.